cũng đã đầu giờ chiều rồi, giờ bác toàn bây giờ bắt đầu chuẩn bị chút nữa sẽ leo lên cưa cái cây còn lại. Tụi mình cả nhà cùng theo dõi nha. Thì bây giờ đem cái cọng dây to hơn cái cọng dây nãy nữa. Đây là một cái đội của công trình sửa đường này nè. Thì giờ sẽ gom mấy lóng củi lại để mốt đốt nấu nhựa đường đó cả nhà. Thì sử dụng cái thân của cây phượng này luôn. Ồ, giác nguyên khúc luôn. Chạy kiến lửa rồi. Ba toàn lấy cái chai xịt xịt nè. Khủng khiếp. Nhiều dữ lắm luôn. Ba có toàn đang dọn mấy cái nhánh mà nó bị máng lên cái nóc nhà cả nhà. Thì nó rớt xuống. Để ngồi những nhánh bên trên này mà nó rớt xuống nữa thì cái nhà nặng quá nó chịu không nổi. Với lại leo lên để có thể là cắt tỉa bớt cái mít lại. Để hồi sợ nó tét nhánh. Thà thế một hai nhánh trước chứ để mà cái nhánh ở trên rớt xuống quẹt á thì nó tét rất là nặng. Mũ nhiễu đập đập. Dạ bà con toàn sẽ leo lên để cưa. Nãy nguyên cái ổ kiến lửa đó thì đã có xịt bớt rồi. Nó đường như cái lưới ở đây nè.
đang mở cái cọng dây nó máng lên cái nhánh phượng đó. Máng cái cọng dây lên cái nạn để có thể treo cái nhánh ở bên dưới nè, cái nhánh cong cong này. Giờ đang chịu lực vào cái cọng dây rất là nhiều. Và có Toàn đã dùng một cái cọng dây rất là to nữa để treo hay sao. Có hai bác với hai chú đang quýnh cờ dưới nên là nói chuyện đồ này kia, nó cười nói đồ rất là lớn rồi cả nhà. Mà Toàn đã cột cái đầu dây bự vô đó rồi, chờ một cái đuôi xuống dưới này để di chuyển cái nhánh cây. Con một dấu nhẹ cái nó móp luôn rồi.
Rồi xong. Không biết có dập cái găng mấy cưa không nữa. Máy mới sửa xong rồi. Nó hơi cóc hay sao? Con này để kéo gịch cái đít xuống cho nó bật cái đầu lên cho nó qua khỏi cái dây điện bên đó. Sao đừng cho nó vô như mắc cái cây điều chỉnh nha, để qua lại nha. Giờ hai cái góc cái đọt là tất nhiên sẽ đã bật lên. Thì anh Thiên của Toàn có theo phụ nè. Xong kéo ngược lại vô bờ này nè. Cho nó bật cái đọt của mày á. Này con Thiên anh Nhân với anh Hai có Toàn phụ. Quẹt dây điện nữa. Dây này băng tùm lum cho cả nhà, nên là không có cột túm lại được. Chị éo qua nhà bên đây, nhà bên kia, nhà bên đây, nhà bên kia nhiều lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Wow, quẹt dây điện quá trời luôn rồi. Trời, xe hạ cái gốc cho nó bật lên. Nghỉ vô đây nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dướng cái nhánh bên kia nó không chịu xuống. All right.
nếu như cây đầy mà đeo cái cọng ra bảo hộ thì theo tôi nghĩ thì khá là nguy hiểm, thì cột dây treo có những cái nhánh nó bị búng giặt đó, mà né không kịp thì cái cọng dây nó vướng lên, né không kịp thì nguy hiểm lắm cả nhà. Không phải lúc nào cũng có đồ bảo hộ là an toàn. Còn miếm môi à, nhăn mặt không? Đó là đang nín thở đó. Khi mà khói máy cưa mà bay qua chỗ khác thì ba của Toàn hít thở vô. Chấm đấy hay không? Cái đuôi nó bị vướng dưới ghê độc mít.